Hello các bạn nha. Mình lại em non của mình, mọ non của mình lại bẫy dính một em húp mật nữa các bạn. Đây là húp mật bụng vàng nè các bạn. Em này rất là to con nè. Nó chui dưới rồi. Nó rất là to con các bạn. Mình gỡ nó ra đây. Rồi đây nghe các bạn. Đây dính một em húp mật bụng vàng rất là to con nha các bạn. Trống rất là to con mà cũng rất là hung nha. Mình bắt cái coi nha. Đây, các bạn thấy khủng không? Hết sức ngực nữa không? Với con này rất là sung nha các bạn. Con này chắc cũng chùm ở xứ này á. Bụng nó vàng quá trời vàng luôn các bạn. Này, bỏi đây bỏi chiến đấu nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Hôm nay trời có chút nắng, mình đem cái em húp mật non của mình đi vợt lục nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau, chào tạm biệt. Ôi chiến đấu quá.